Đào đi. Chào hoa nha. Hôm nay tôi mang thử con chuột ngoài bờ ruộng này săn em mà săn được chuột không? Nhưng đây chả thấy cái lỗ chuột là to và lỗ bé. Nên cái lỗ này không phải là khả thi chuột vừa vừa đấy. Đây, chuột. Chuột, tí đi. Đây, chui vào. Ơi, con chuột chết. Hôn. Nha. Cái này không được. Sao nó khoảng 2 con chuột chết được này. Kinh quá. Trôn. Đây. Úi, chui lỗ tầm. Trôn. Trôn. Chui tầm. Không lỗ chuột đâu. Chôn. Đây rồi, lỗ nào đào đất này. Đấy, tí đi. Đây, ăn nốt tí đi. Đây. Đây. Lỗ chuột nhát. Chôn. Đây sao? Chôn. Hít. Chắc có chuột đấy. Đào đây. Cái lỗ mới tí thì đào bao giờ đào được cái chuột nhất này. Chuột nhất nó sâu lắm. Đào đây. Có chuột đấy. Chuột đấy các bạn. Chuột. Đây, đào đây. Đào đây. Đào. Có chuột đấy. Nhờ lỗ bé quá. Đi khác đi. Đi thôi. Chôn. Đấy. Nó chuột ở trong to. Đi. Đi, chôn. Nhanh nào. Bỏ lại. Chôn.
chôn. Chôn 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 chôn. Đây, đây, đây. Đây, đi, đi. Ôi. Đây con gì, không biết là phải cho sao đó mới đi bán này nhỉ. Thôi, thôi, tiếp đi. Ồ. Cái này nghi quá, gần là có trồn đấy nhá. Đảo đấy. Trồn. Ừ, cái lỗ khét dọc bờ, lỗ này có trồn đấy các bạn. Đây này, đào chung thế vào ốc này. Vẫn có trồn đấy. À, dạ, chuột nữa. Không, không được đây thôi. Sao nào. Yeah. Chuột tía con gì? Nghe nó khó khó nhìn nào. Thế nào? Nó không đi đâu nhỉ? Thank you.